Video tiếp theo, Hương Sắc Đỗ Sinh chia sẻ vườn cảnh Phạm Tâm, Phủ Lý, Hà Nam. Một tác phẩm xanh có thân bệ vách rất đẹp. Rễ của một tác phẩm xanh quê nó trải ra như thế này. Và nói về gốc xanh này, chúng ta cũng thấy anh Tâm, anh đã phá bỏ tay một bởi vì nó gần gốc quá, để anh làm những cây nó thoáng hơn. Đây là vết cắt của bỏ tay một cũ. Tay hai chuyển thành tay một thì cái thân chỗ này nó lắc rất hay. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm xanh cổ được bám trên một viên đá thấm thủy tuyệt vời. Toàn bộ tác phẩm xanh đã được ngâm nước, mà trên mặt nước là anh thả bèo hoa râu tạo lên một cái màu xanh rất là đẹp, một cái nền như thảm, là một mặt nước bèo hoa râu. Đẹp quá.
Và đây là dáng vóc tổng thể của tác phẩm. À, đây là những anh đến thăm vườn cảnh nhà anh Tâm. À, anh Tâm hàng ngày mỗi có cái công việc tiếp khách đến chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai trên sân vườn nhà anh đã hết thời gian. Từ Hải Dương, từ Hải Phòng và từ Lào Cai xuống. À, chúng ta thưởng thức tác phẩm Duối. Tôi thấy rất là đặc biệt. Ở cái bệ thân của nó sau khi thoát lên nó rất dẻo. À, tiếp đến chúng ta cùng chia sẻ tác phẩm Hải Châu. Hai anh em về lâu chưa? Về lúc sáng về lấy cái cây ông đá của anh Thành, hôm lấy cái xe kia em đi nó không để về, tiếp về nó không về nữa. Nó về chơi. Về thì bảo rẽ vào anh với anh Quy. Cái này cái bông là cái tầm, cái bông không phải cái trái đâu. Mua đó mua được mà lấy đi. Và đặc biệt đến đây phóng thủy ứng sắc sắc Đỗ Sinh gặp cây dành dành. À, đó là một cây làm thuốc, một tác phẩm cây lấy thuốc mà là một tác phẩm bonsai rất đẹp, cây dành dành. Hoa và quả cây dành dành. À, kết thúc video, chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Lộc Vừng.
Với màu da của thân bệ chúng ta đã thấy là một tác phẩm lộc vừng có cái tuổi đời cao như thế nào. Mé bên này đã lũa và tạo lên một cái rất kỳ quái của bệ thân cây. Đây là toàn bộ căn nhà anh Tâm vừa mới xây cất lên, nhà tân kiểu cổ. Và phía dưới này là một căn nếp nhà ngang. Và cũng ở vị trí này chúng ta bao quát được số lượng cây, không gian vườn cảnh Phạm Tâm, Phủ Lý, Nam Hà. Cây ở cái cây mà trơ ngổi trực nó không phải cái mùa.